xúc rất là tuyệt vời khi mà trở lại với tình thương. Ai cũng có một cái thời học trò ngắc khờ, nhưng mà cái mối tình đầu tiên bao giờ để lại trong ta rất là nhiều cảm xúc. Thì cũng với cái chủ đề như vậy thôi, thì trọng biến các bạn, trọng biến. Tuy nhiên thì cái bài hát tiếp theo của anh ấy sắp trình diễn, bài hát Mối Tình Đầu. Это как песня следующая. Может, первый день? Первая любовь. Как первая любовь, да? Первая любовь, да, точно. И với nhạc phẩm của nhạc sĩ Thuế Di, bài hát Mối Tình Đầu sẽ đến các bạn ngay bây giờ. Một dòng ca vô cùng là được yêu thích của các bạn. Trọng Yến các bạn, một trọng tay. Thank you.